Ok, hello bạn, chúc mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Như con. Thì đầu tiên mình có một khóa tập online về khóa kết xương. Nếu bạn nào muốn thêm mình làm huấn luyện viên nhân á thì hãy kích vào phía dưới phần link mô tả để liên hệ về fanpage của mình nha. Thì hôm nay mình và bạn Huy sẽ thực hiện cho bạn những bài yoga, những bài yoga mới giúp các bạn phát triển chiều cao và các bạn có thể tập nó tại nhà nha. Ok, bắt đầu nè. Thì đọc bài đầu tiên thì nó sẽ kéo căng cái phần mu bàn chân chỗ này nè. Đó. Nó kích thích cái phần sụn phần mu bàn chân này, nó sẽ kéo căng ra. Đó. Rồi, bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện tư thế vì gối như thế này. Sau đó chúng ta sẽ từ từ đưa tay ra phía sau. Rồi đồng thời chúng ta sẽ dùng lực, chúng ta nhấc cái đầu gối của chúng ta lên và phần mu bàn chân nó sẽ chịu lực. Đó, như thế này. Rồi các bạn có cảm thấy nó căng và nó thống cái phần mu bàn chân không? Rất là đau, rất là thốt. Các bạn sẽ tập cho mình bài này 10 hiệp và mỗi hiệp 30 giây nha. Rồi xong. Chúng ta sẽ tới bài thứ hai. Rồi bài thứ hai, với cái tư thế bình thường mà chúng ta thường thấy là chúng ta sẽ khép chân lại đúng không? Đối với cái bài này thì chúng ta sẽ mở rộng chân ra hết mức có thể. Sau đó đồng thời chúng ta sẽ ép sát ngực xuống sát bề mặt sàn, càng dưới mặt đất càng sát càng tốt nha. Thì cái bài này nó sẽ giúp cho bạn kéo căng phần lưng và phần đùi cùng một lúc luôn. Thì các bạn sẽ thực hiện cho mình bài này 10 hiệp nha, và mỗi hiệp chúng ta sẽ giữ khoảng 30 giây. Rồi bài thứ ba, đầu tiên chúng ta sẽ đưa cái phần chân trái của chúng ta sang cái hướng ngang và chân phải chúng ta sẽ đưa về phía sau, sau đó chúng ta sẽ ép sát người càng sát mặt đất càng tốt. Và bài này nó sẽ giúp cho cái phần chân và sống lưng của bạn nó sẽ được kéo căng cùng một lúc luôn. Và sau khi thực hiện xong phần chân trái, chúng ta sẽ tiếp tục đổi chân và làm tương tự với cái bàn chân phải nha. Thì bài này các bạn sẽ tập cho mình khoảng 10 hiệp và một hiệp á thì nó sẽ bao gồm hai chân, và mỗi chân các bạn sẽ thực hiện cho mình 30 giây là xong một hiệp nha. Rồi bài tiếp theo là cái bài chúng ta sẽ kéo căng phần chân và đùi nha. Thì các bạn sẽ đứng thẳng và sau đó các bạn sẽ cúi xuống và các bạn ôm sát cái phần đùi của các bạn. Bạn giữ càng lâu càng tốt nha, và các bạn sẽ giữ nó. Thì đối với cái bài này các bạn sẽ thực hiện cho mình 10 hiệp và một hiệp sẽ từ 30 giây cho tới 1 phút nha. Rồi bài tiếp theo là bài yoga Nhật nha. Thì cái bài này phải nói là rất là quen thuộc nha. Thì các bạn sẽ quỳ gối xuống và sau đó chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ đưa người xuống một cách nhẹ nhàng. Sau đó phần bụng và phần ngực của chúng ta sẽ cố gắng ưỡn lên càng cao càng tốt để cho phần sống lưng và toàn bộ cơ thể chúng ta nó sẽ được kéo căng cùng một lúc nha. Thì các bạn sẽ tập bài này cho mình khoảng 10 hiệp và một hiệp sẽ từ 2 cho tới 5 phút nha. Tùy mấy bạn nha. Rồi bài cuối cùng là bài sọt ngang nha mấy bạn. Các bạn thì tùy mỗi người thì chúng ta sẽ có cái độ co giãn khác nhau, cho nên là làm được tới đâu là tùy mấy bạn nha, không sao hết. Thì các bạn sẽ tập cho mình 10 hiệp và các bạn hãy sọt ngang hết mức có thể và giữ nguyên nó. Thì một hiệp nó sẽ bao gồm từ 1 cho tới 2 phút nha. Bạn tập cho mình 10 hiệp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn cảm thấy hay á thì hãy bấm like và share ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.